Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để tiếp tục ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm. Vì sao mình lại chỉ tới đồng hồ LED? Vì sản phẩm ngày hôm nay liên quan đến đồng hồ LED để bàn. Đồng hồ LED để bàn nhiều màu sắc, có báo thức hiển thị thời gian, nhiệt độ, hẹn giờ và cảm biến ánh sáng tự động luôn nha. Rồi, hãy cùng mình mở hộp ra và khám phá bên trong sản phẩm này sẽ như thế nào luôn nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng khám phá xem là trong sản phẩm này những chức năng như người ta đã nêu trên là có thể hiển thị thời gian, nhiệt độ, hẹn giờ, cảm biến ánh sáng, có thể tự động tắt để tiết kiệm pin. Thì ngoài ra là sản phẩm này mình mua có kèm theo một cốc sạc này. Đây là cốc sạc là mọi người nếu muốn thì mọi người sẽ mua riêng nha, chứ không có trong phần sản phẩm này đâu. Tiếp đến là một thẻ bảo hành. Ở đây thì cái shop này cũng tương đối khá là uy tín luôn nha mọi người. Nếu như là sản phẩm có hư hao thì mọi người chỉ cần liên lạc inbox với shop thì shop chắc chắn sẽ đổi trả hoặc họ lại tìm vào cho mọi người thôi. Rồi tiếp theo, đây là sản phẩm chính của mình. Đây là sợi dây mọi người sẽ cắm trực tiếp sử dụng nguồn 5V nhé. Rồi, và ở đây mọi người sẽ cắm bằng cổng USB vào cốc sạc, họ sử dụng trực tiếp với cổng USB khi mà mọi người cắm vào nguồn trực tiếp luôn nha. Rồi, còn đây mới chính là sản phẩm chính mà mình đang mong đợi nhất này mọi người. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có mục tiêu đó nữa là một miếng ráy hướng dẫn sử dụng. Ở đây chỉ cần biết bằng tiếng Trung thôi, cho nên mình sẽ bỏ qua ở phần này luôn nhé. Đối với chiếc đồng hồ LED để bàn như thế này thì sản phẩm trước tiên hình thức cũng như là thiết kế ở sản phẩm này nhé. Ở đây thì thiết kế thì là hình chữ nhật, mọi người sẽ thấy là hình chữ nhật rất là nhỏ, tuy nhiên được làm từ chất liệu là bằng nhựa nha. Nhìn cầm nắm rất là nhẹ nhàng, nhỏ gọn, thuận tiện có thể mang đi du lịch chẳng hạn, vẫn được ok hết luôn nha. Ở đây thì mình thấy có một số chức năng như là có phần mọi người có thể bỏ pin nha. Ở đây mọi người sẽ có thể bỏ 3 cục pin sử dụng trực tiếp bằng pin, họ có thể cắm nguồn 5V đều sử dụng được. Sẽ bỏ 3 cục khi mọi người sử dụng bằng pin. Ở đây thì mình khuyên mọi người nên sử dụng trực tiếp bằng pin kết hợp với cắm sử dụng trực tiếp sử dụng bằng pin sau khi mà mọi người có thể sử dụng nguyên 24 giờ để có thể sử dụng được ok hết. Còn nếu như sử dụng nguồn trực tiếp thì khi mọi người tắt rồi mở lại thì chắc sẽ reset luôn. Cho nên là mình khuyên mọi người nên sử dụng cả hai bên. Ở đây là sẽ có một số phần như là có 5 nút cho mọi người có thể tùy chỉnh, cũng như là hiện giờ chẳng hạn, như là nút cài đặt nè, nút lên, nút xuống, tương đương với nút set và up. Bên cạnh đó là sẽ có hai nút báo thức, là mọi người có thể một lúc cài được cả 2 giờ báo thức luôn nha. Tùy ý theo khả năng của mọi người, có thể để ở tất cả các góc ngách ở trên bàn mọi người tùy chỉnh, tùy thích. Mình thấy rất là nhỏ gọn, tiện lợi và có thể để ngay không những ở góc bàn mà có thể để ngay ở góc mà phòng ngủ nữa nè, hay là ở phòng khách, hay là bàn ngồi ăn chẳng hạn, đều có thể để và dựng rất là chắc chắn luôn. Sản phẩm này đặc biệt là mình cảm thấy khá là ưng ý, rất là thích vì rất là nhỏ gọn, thuận lợi, có thể mang bất cứ nơi nào. Và đặc biệt là khi sản phẩm này mọi người có thể sử dụng bằng pin, cho nên là mang đi đâu cũng được hết, coi như là vật tùy thân chẳng hạn. Bên cạnh đó còn có thể đo cả nhiệt độ nữa. Sản phẩm này vô cùng là tiện lợi. Mặt trước là cái phần tráng gương, mình thấy nó khá là sáng, bóng loáng lắm luôn nha. Rất là sáng và bóng loáng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm trực tiếp, mình sẽ cắm nguồn 5V cũng như là sử dụng với pin luôn, kết hợp hai cái để xem sử dụng như thế nào. Trước tiên khi mở lên mọi người sẽ thấy ở phần là 12 giờ ở ampe và một chuyển thay đổi theo chế độ 24 giờ tùy chỉnh, sau đó sử dụng bằng cách là cài đặt giờ cũng như hẹn báo thức tùy ý thích nha. Đối với các nút thì tương ứng up và down, bên cạnh đó là nút cài đặt sẽ là nút set reset, cho nên là sử dụng như vậy và cài đặt giờ, thời gian cũng như báo thức. Và bên cạnh đó sẽ có hai nút báo thức ở bên tay trái, lúc sử dụng hẹn giờ đến 2 lần để ok hết luôn nha. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ mở lên thì thấy ở đây phần ánh sáng, ánh sáng ở đây rất là có nhiều màu, LED rất là nhiều màu, không phải chỉ duy nhất một màu mà có tận đến 5-6 màu trong một chiếc đồng hồ. Với ánh sáng thì màu sắc vô cùng rất là đẹp, bắt mắt luôn.
để sử dụng đồng hồ LED để bàn. Thứ nhất là ấn nút cài đặt 3 giây. Bước thứ hai là vị trí hiển thị giờ nhấp nháy. Nhấp nhanh là để tăng, giảm giờ. Và bước thứ ba, nhấn nút cài đặt sẽ chuyển sang chỉnh phút. Bước số 4 là ấn nhanh để tăng giảm số phút, cũng như là nhấp nút cài đặt để thoát chế độ. Đối với đồng hồ để bàn, định dạng tùy chọn đồng hồ báo thức, cài đặt chủ động thời gian, đổ chuông số ngay trong tuần, và đặc biệt là âm thanh chuông nghe rất là to rõ. Đồng hồ để bàn có chế độ tự động tắt tiết kiệm pin. Đồng hồ LED để bàn có cảm biến âm thanh hiển thị. Đồng hồ để bàn hiển thị được nhiệt độ C nè, cũng như là độ S nữa. Đồng hồ để bàn đo nhiệt độ, cũng như là cài đặt các chế độ ban đêm 18.00.06.00 tùy chỉnh. Với đồng hồ để bàn, chức năng có thể soi gương, thời gian và chuyển đổi nhiệt độ hiển thị. Với 5 nút điều chỉnh như là nút up, nút down, nút set, cũng như là 2 nút báo thức. Với điện năng tiêu thụ của đồng hồ báo thức là pin 3A, họ có thể cắm dây trực tiếp. Khi mà sử dụng bằng pin AA thì có chế độ tắt tiết kiệm pin. Khi mà ánh sáng vừa đủ thì đèn sẽ tự động tắt đi, và trong không gian tối, hoặc khi mà để trong quá 13 giây thì đèn sẽ tự động tắt ánh sáng. Muốn bật lên thì vô cùng đơn giản, chỉ cần búng tay hoặc chạm vào đồng hồ bằng 2 lần nút chạm, hoặc có thể nói to lên thì sản phẩm đồng hồ LED sẽ tự động sáng lên. Đó là chỉ dùng cho sử dụng pin thôi nhé. Và đặc biệt khi sử dụng pin thì mọi người sẽ để khoảng tầm xuyên suốt, không cần phải reset máy. Còn nếu như sử dụng bằng cắm nguồn 5V, khi đã tắt được thiết bị rồi thì khi mở lên phải reset máy lại. Cho nên mình nghĩ hai cái kết hợp với nhau sẽ ok hơn rất là nhiều. Áp đầu vào là JCSV ổ cắm DC với pin là 4.5V, với AAA 1.5V, cũng như nhân 3BCS không thể sạc lại đồng hồ thời gian, báo thức, nhiệt độ, điều khiển bằng âm thanh. Chức năng đồng hồ báo thức là đồng bộ báo thức kéo dài trong 1 phút với hiển thị thời gian 12 hoặc 24 giờ hệ thống, với kích thước là 6cm nhân đến 16cm, chất liệu là nhựa, thành phần điện tử với màu sắc đen và màu trắng cho mọi người có thể tùy ý lựa chọn. Sản phẩm vô cùng là tuyệt vời, cũng như là khá là tiện lợi, có thể trang trí để bàn hay trong một góc nhỏ xinh xinh ngay phòng khách, hay là cả phòng ngủ đều cũng ok hết. Và thậm chí mang đem theo du lịch thì cũng vô cùng tiện lợi với việc sử dụng bằng pin 3A nha. Kết hợp với âm thanh thì báo thức nghe rất to và rõ. Đèn cũng có chế độ tắt tiết kiệm pin, đảm bảo pin được sử dụng sẽ lâu hơn rất nhiều. Ngoài ra có thể sử dụng nguồn cắm 5V, rất là ok, thích hợp khi mà để trong phòng, trang trí cho phòng trở nên đẹp lung linh hơn vào ban đêm chẳng hạn. Còn mọi người nghĩ như thế nào về sản phẩm này? Hãy comment cho mình biết. Nếu như muốn mua sản phẩm này, link mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video mới tiếp theo.